con diều căng gió. Chào con. Chào cô giáo. Em mới đi dạ dày hả? Dạ. Tưởng đâu là quên mặt anh luôn rồi chứ. Làm gì có. Tại vì em không nghĩ là anh quay trở lại. Anh đã nói quay trở lại là anh quay trở lại mà. Ủa. Ồ hay nha. Lần đầu tiên mình cũng gặp nhau ở khu đồi trà này. À lạ nha, lạ nha. Em có thấy lạ không? Thử tưởng tượng coi ta. 50-60 năm nữa tự nhiên có hai bà già dắt nhau tới đây. Bà ơi, bà có nhớ cái chỗ này? Chỗ này là chỗ ngày xưa tôi với bà gặp nhau lần đầu á. Ông này hỏi kỳ, sao không nhớ được? Ngày nào cũng dẫn tôi tới đây mà hỏi kiểu đó. Em không ngờ là anh có năng khiếu hài hước như vậy á. Hồi đó chút xíu nữa là anh thi vô trường sân khấu rồi. Vậy sao anh không thi? Trời ơi, nếu anh là diễn viên, em nghĩ là anh sẽ nổi tiếng lắm á. Thôi thôi, thì dù đó lỡ nổi tiếng rồi làm sao gặp được Trúc Trà. Anh nói thiệt đó, có duyên lắm mới gặp được Trúc Trà, chứ đâu phải ai muốn gặp Trúc Trà cũng được đâu. Ủa, anh được. Anh tới đây làm chi? Bộ gặp tôi anh không vui hả? Anh được, sao anh hỏi gì kỳ vậy? Một mình thằng Khương tôi đã chịu không nổi rồi. Thêm ông ngày nữa tôi xếp hàng ở đâu? Anh được, bữa nào gặp nhau làm vài ly nha, tôi mời. Không thèm. Kệ ảnh đi, nhìn ảnh vậy thôi chứ ảnh tốt bụng lắm. Thôi mình về nhà đi, anh cũng muốn qua chào bác ba một tiếng. Dạ.